coi bộ ông chủ này hơi quá tốt đó nghe. Diễn viên Nguyễn Huỳnh, số phận buồn thương dính vào ma túy. Nguyễn Huỳnh, Minh Quốc, kẻ trong Nam, người ngoài Bắc, cùng làm nghề diễn viên và đã đạt được những dấu ấn nhất định. Nhưng vì trót dính vào ma túy, cả hai đã cùng trượt dài trên con đường sự nghiệp. Diễn viên Nguyễn Huỳnh. Diễn viên Nguyễn Huỳnh sinh năm 1967 trong một gia đình có đến 10 anh chị em tại tỉnh Bến Tre. Ngay từ nhỏ, anh đã bộc lộ tính nghệ sĩ. Lớn lên, Nguyễn Huỳnh theo học tại trường điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, cùng khóa với Lê Tuấn Anh, Ngọc Hiệp, Diễm Hương, Thiệu Ánh Dương. Với nghệ sĩ Nguyễn Huỳnh, ngay từ những ngày đầu bước chân vào trường điện ảnh thành phố, anh đã được bạn bè yêu quý bởi tính cách hiền lành, thậm chí có phần bẽn lẽn. Cùng với Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Huỳnh trở thành hiện tượng điện ảnh trong thập niên 90. Khi đó, anh gần như được phủ sóng toàn quốc qua các vai chính trong phim Gia Từ Dĩ Phản, Bến Bờ Khát Vọng, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Sóng Gió Đời Người, Người Về Từ Nghìn Trùng, Cô Nữ Sinh Bướng Bỉnh, v.v. Có thể nói, cuộc đời của Nguyễn Huỳnh như một vở kịch và anh đã diễn tròn vai trên sân khấu đời của mình. Thế nhưng ngay khi sự nghiệp đang chín mùi, anh lại để mình rơi vào vực thẳm. Theo báo Gia Đình và Xã Hội, vào năm 2000, trong một lần đi dự liên hoan phim ở Hà Nội, một số người hâm mộ mời anh đi nhậu. Khi đã chến choáng hơi men, anh đã dính vào ma túy. Một lần rồi hai lần, dần dà anh không thể thoát khỏi mê cung cực lạc mà làn khói thuốc đầy mê muội đó đem lại. Thế rồi những bộ phim anh đóng cũng chỉ đủ chi phí trang trải cho việc hút thuốc. Những tài sản vốn có suốt một chặng đường làm phim rồi cũng bị quy đổi thành chất trắng. Những cơn nghiện dày đặc hơn, những bộ phim anh đóng thưa dần. Nguyễn Huỳnh đã tự rời xa khán giả, rời xa nghệ thuật. Có những lúc choàng tỉnh sau một cơn phê thuốc, anh khóc như một đứa trẻ. Có lẽ đó là những lần hiếm hoi anh nhớ lại giấc mơ thuở ban đầu lập nghiệp. Khi đó, Nguyễn Huỳnh đã mơ ước được làm một vài phim nào đó về quê hương Bến Tre của mình. Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã từng tâm sự: "Lần đầu gặp cậu ấy, tôi thấy Nguyễn Huỳnh đầy triển vọng. Cậu ấy lịch lãm, hào hoa, tài tử. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể giải thích được vì sao, bằng cách nào, cuộc đời lại xô đẩy cậu ấy vào con đường nghiện ngập, bất hạnh như thế." Đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn đa sầu đa cảm của người nghệ sĩ ấy, vẫn ánh lên nỗi khát khao được trở về. Thế là được sự động viên từ gia đình, bạn bè, anh khăn gói lên trại cai nghiện Phú Đức, tỉnh Bình Phước. Trong thời gian ở trại, Nguyễn Huỳnh đã viết nhiều tiểu phẩm và một vài kịch bản. Đáng kể nhất là Mảnh Vá Cuộc Đời, về đề tài ma túy và tái hòa nhập cộng đồng. Nguyễn Huỳnh trở thành đội trưởng đội văn nghệ, tham gia viết kịch bản và đạo diễn nhiều vở kịch ngắn về chủ đề ma túy. Từng cai nghiện 5 năm cho đến khi được ra trường cai nghiện, được sự động viên tích cực của một số anh em nghệ sĩ, anh tiếp tục tham gia các bộ phim Chuyện Tình Yêu, Nhịp Đập Trái Tim. Trong đó, bộ phim Bông Hồng Trà là anh để lại nhiều ấn tượng trong vai một sĩ quan phản diện của chế độ cũ do đạo diễn Trần Ngọc Phong thể hiện. Ngoài ra, anh còn viết kịch bản vở Mảnh Vá Cuộc Đời do anh đóng vai chính. Tuy nhiên, khi vở diễn chưa thực hiện thì anh bị tái nghiện phải trở lại trung tâm. Hai lần vào trại cai nghiện trong một khoảng thời gian dài đã tiêu tốn gần như cạn kiệt tuổi trẻ của Nguyễn Huỳnh, diễn viên một thời đình đám của phim trường. Tháng 5 năm 2009, khi tất cả những kịch bản cay đắng về cuộc đời còn dang dở, Nguyễn Huỳnh đã ra đi do bệnh tật tại Bệnh viện Vũng Tàu, để lại nỗi tiếc thương cho người thân, bạn bè và người hâm mộ. Anh đi khi biết bao dự định vẫn còn đang dang dở. Kết thúc cuộc đời ở tuổi 42, Nguyễn Huỳnh khép lại trong niềm tiếc nhớ của người ở lại. Dẫu sao, anh cũng đã diễn trọn vai diễn trong tấn sân khấu đời của mình.
và những vai diễn của anh, hình ảnh hiền lành anh thể hiện trong các bộ phim thì vẫn mãi còn trong lòng người hâm mộ.